Cái bước một ấy, là chúng ta phải xác định cái mục tiêu và mong muốn chúng ta xây dựng nhân hiệu cho chúng ta về lĩnh vực gì. Đấy, chúng ta phải xác định rõ các vấn đề về nhân hiệu. Cụ thể ở đây đúng không ạ? Cụ thể ở đây là chúng ta xác định về ví dụ như là chúng ta muốn trở thành ai? Đấy, trở thành người như thế nào? Đấy, người ta biết đến mình như thế nào? Ví dụ như là mình thích vui vẻ, thích giải trí, hay mình thích chuyên gia, hay là mình nghiêm túc, hay là mình nhảm nhí. Ở trên mạng cũng có rất nhiều người nổi tiếng có lượt view cao, nhưng mà người ta lại không đánh giá cao bởi vì nó rất là nhảm nhí. Đấy. Và sau đó thì chúng ta cần phải xác định rõ các cái chi tiết và các cái mục tiêu cụ thể để xây dựng thương hiệu cá nhân của chúng ta có thể đạt được và có thể lượng hóa bằng các con số. Chúng ta có thể lập ra file Excel hoặc là file mind map kèm các con số cụ thể, tí tôi sẽ hướng dẫn. Sau đó thì chúng ta cần phải